Một vài tuần trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm làm mạnh, đồng loạt quét một loạt tướng công an, làm củi tươi và cho vào lò, dư luận dường như không mấy chú tâm tới một chuyến đi, dường như trong âm thầm và bí mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Một chuyến đi để gặp đàn anh Tập Cận Bình. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu chiến dịch đốt lò giai đoạn tiếp theo. Liên quan đến chuyện Vũ Nhôm, một loạt tướng tiếp tục lại xa lưới, trong đó có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, ông Trung tướng Phan Hữu Tuấn và còn nhiều những nhân vật cấp cao khác. Nhiều bà con reo hò vì vui mừng thấy một trong số quan chức cán bộ cộng sản từng tham gia đàn áp dân, tham nhũng hù hóa, nay bị quẳng vào cái lò chống tham nhũng của ông đảng trưởng. Mọi người cho đó là quả báo hoặc là trả nghiệp theo kiểu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cũng tốt thôi. Nhưng giá như sự trừng phạt đó đến từ chính những nạn nhân của đám quan chức ấy, hay nói rộng hơn, từ người dân thời mới hiểu là biểu hiện của công lý. Chẳng hạn như Lê Trương Hải Hiếu phải bị trừng phạt bởi một tòa án công minh vì việc hắn tham gia đàn áp dân biểu tình, vì hắn tham nhũng phè phỡn trong những bữa tiệc nghìn đô từ thời du học bên Mỹ, hơn là bị kỷ luật đảng vì lý do có con khi chưa cưới. Còn nếu sự quả báo trả nghiệp ấy chỉ là kết quả của thanh trừng nội bộ, của trả thù và rửa hận, nhất là rất có thể là theo sự sắp xếp hướng dẫn của cố vấn bên đảng bạn như hiện nay, thì không có gì đáng ca ngợi cả. Mừng thì mừng vì chúng nó giết nhau, nhưng cũng chỉ nên mừng vì duy nhất lý do ấy thôi. Ngoài ra thì nên lo tại sao vào lúc sự can thiệp xâm lược mềm của bạn vàng và đảng bạn vào nước mình sâu đến như thế rồi, mà đảng trưởng đảng cầm quyền vẫn chỉ mải mê đốt lò. Cần phải lưu ý củi do y chọn, thanh trừng phe phái và rửa hận ư. Cùng với đó là sự đàn áp không nương tay xã hội dân sự và mọi biểu hiện đòi nhân quyền dân chủ. Đốt lò chống tham nhũng, rồi tiền tham nhũng ấy có về tay nhân dân không? Không, nhân dân vẫn tự lo như cũ, không phúc lợi nào cho dân cả. Chỉ có sắc thuế mới là đang được đề xuất. Thế đó, đốt lò chống tham nhũng, rồi có nới lỏng tí nào không? Dân, không gian dân sự, mở rộng dân chủ nhân quyền cho dân không? Không, sẽ siết chặt hơn nữa. Đốt lò chống tham nhũng, rồi có thúc đẩy nhà nước pháp quyền minh bạch, trách nhiệm, có nâng cao hiểu biết xã hội về nhà nước pháp quyền không? Không, sẽ tệ hơn. Nên nhớ, việc chọn củi tham nhũng nào để đốt là của đảng trưởng và cố vấn, không loại trừ cả cố vấn tâm linh của y. Dựa vào hồ sơ cán bộ mà đảng của y vốn luôn có sẵn, chứ không hề là việc của dân, do dân vạch ra vì quyền lợi của dân. Báo chí đánh ai cũng là theo định hướng của phe y cả. Dân chỉ có mỗi việc ngồi hóng, đấy là nếu có quan tâm, còn không thì ngu vẫn hoặc ngu. Đốt lò chống tham nhũng, rồi có đẩy bộ máy đảng cầm quyền và nhà nước Việt Nam vào hẳn quỹ đạo của Trung Cộng không? Có đấy. Vậy nên chúng ta mừng ít thôi. Những tâm sự đó của nhà báo Đoan Trang được hàng ngàn người ủng hộ chia sẻ, để thấy ra rằng dân bây giờ không ngu như trước nữa, và vẫn còn một số nhỏ quan tâm đến diện tình của đất nước. Không quan tâm làm sao được, khi biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thanh nữ phải xa cách nhau vì phải đi lao công nơi xứ người, phải đém mình, không còn dám mở mày nở mặt tự hào người dân Việt Nam.
Thế nên những việc như Đảng Cộng sản noi gương và làm theo chính quyền của Đảng Trung Cộng không làm cho người dân vui mừng. Ngược lại, chúng ta phải quan tâm đến hiện tình đất nước, rằng sẽ có một ngày đất nước này sẽ rơi vào tay Trung Cộng, và lúc đó thật thê thảm biết bao nhiêu. Nếu ai chưa biết rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất chỉ đơn thuần là một cuộc chiến của những người cộng sản với nhau, không phải để bảo vệ lý tưởng hay vì lợi ích của nhân dân, mà chính vì lợi ích phe nhóm của băng đảng mình. Phe của Nguyễn Tấn Dũng sa cơ thất thế, bị phe Nguyễn Phú Trọng đàn áp đến không nương tay. Bao nhiêu tướng, bao nhiêu đàn em, những kẻ thân tín với Nguyễn Tấn Dũng càng ngày càng cảm thấy cô đơn lẻ loi và dần bị ném vào lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu ai còn chưa biết, mời quý vị cùng theo dõi một loạt các tướng vừa mới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sờ gáy, được ném vào lò làm khúc củi tươi. Đó là trường hợp của tướng Phan Hữu Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Mời quý vị cùng VOOC TV theo dõi chương trình để nhận ra những kẻ ăn tàn phá hại đất nước, và đồng thời để nhận thấy cuộc chiến chống tham nhũng, thanh trần nội bộ, hay nói thẳng ra là cuộc chiến phe nhóm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đang rây vào hồi gay cấn. Các nhà bình luận quốc tế bàn tán sôi nổi về mối quan hệ Việt-Mỹ và mối quan hệ Việt-Trung trong năm qua. Nhiều người khen bài diễn văn được chuẩn bị khá kỹ, nội dung xúc tích, thái độ thẳng thắn của Tổng thống Donald Trump. Sự đề cập đến hai bà Trưng của ông nổi bật lên là mối quan tâm của nhân dân và tuổi trẻ Đà Nẵng. Hà Nội đổ ra đường đông đảo đón chào nồng nhiệt Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó, thái độ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có vẻ khác hẳn. Hẳn là ông không bằng lòng với ông Donald Trump khi ông không coi Trọng là nhân vật số một của chế độ. Chỉ gặp vài phút chào hỏi xã giao, không hội đàm, không quốc yến, không nói chuyện thân mật, không tay bắt mặt mừng chặt chẽ. Ông cũng chẳng mời ông Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Trái lại, ông Trọng dồn hết tất cả nhiệt tình và sự long trọng cho cuộc đón tiếp ông Tập ở thủ đô Hà Nội. Thảm đỏ trải dài từ cầu thang máy bay xuống, ra đến tận xe lễ tân cắm cờ Trung Quốc, bỏ hoa tươi cực lớn. Lễ đón tại phủ chủ tịch có 20 phút mốc phát đại bác và dàn quân nhạc. Duyệt hàng quân danh dự gồm hải, lục, không quân, không thiếu một điều gì. Rồi chuyện đặc biệt thân tình là ông Trọng dẫn ông Tập ra ngôi nhà sàn của ông Hồ, lên trên gác, hội kiến trong cuộc trà đàm thân mật. Để rồi ông Trọng xung xoe, nhún nhường, trà Việt ngon nhưng không bằng trà Trung Quốc, gây nên sự chê cười của không ít blogger tự do. Đáng chú ý là trong hội đàm, hai bên đã nhận định mối quan hệ mật thiết Việt-Trung đã được nâng lên tầm cao mới, toàn diện bao trùm các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, quan hệ đảng, quan hệ nhân dân, với 50 cơ chế hợp tác và 19 văn kiện mới được ký kết. Chưa bao giờ mối quan hệ hai bên nồng hậu, bền chặt như thế. Cung hữu nghị Việt-Trung hoành tráng được khai mạc giữa thủ đô Hà Nội, mối quan hệ thương mại lên tới đỉnh cao với 98 tỷ đô la một năm. Dân tàu có mặt khắp mọi nơi, khắp mọi lĩnh vực. Các vụ truy tố, tội tham nhũng gần đây, nếu có dấu hiệu trừng trị nặng những người có hơi hướng chống Trung Cộng bành trướng, có vẻ như theo chỉ lệnh của ông Hoàng Đỏ Tập Cận Bình qua các cận thần của ông vừa sang Hà Nội. Ông Đinh La Thăng không được lòng ông Tập khi định phạt và đuổi nhà thầu Trung Quốc trong vụ xây dựng đường cao tốc Cát Linh - Hà Đông bầy nhụy tốn kém. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng khó lọt lưới chuyến này do họ Tập thù dai, để bụng, lời chê bai rất nặng của ông Dũng, không thể đánh đổi chủ quyền đất nước cho một tình hữu nghị viển vông. Trước đây, ông Đại tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng bị mất chức đưa về làm phó cho bà Kim Ngân, coi như bị lột lon chỉ vì dám tuyên bố phải cảnh giác với giặc phương Bắc, thêm một cái tội là từng trực tiếp chỉ huy cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tại trận chiến Vị Xuyên nóng bỏng nhất.
Trên thực tế là sự hòa hợp tự nguyện của Đảng Cộng sản và Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự sáp nhập trên thực tế của bốn tỉnh biên giới và khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây. Cho đến ông Thiếu tướng Trương Giang Long ở Học viện Công an dám công khai khẳng định, chưa bao giờ Trung Quốc từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta, cũng bị cho về hưu sớm. Với một loạt việc làm theo ý và theo chỉ lệnh của thiên triều như thế, nhà bình luận Trương Nhân Tuấn ở Pháp cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng rõ ràng đã công khai phản bội Tổ quốc theo đúng đạo luật tố tụng hình sự hiện hành ở Việt Nam. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng không mảy may quan tâm những lời cảnh báo ấy. Lời cảnh báo được không ít đảng viên đồng tình, được đông đảo nhân dân tán thưởng. Ông vừa bước thêm những bước mới cực kỳ nghiêm trọng theo hướng phản quốc, không thể chống chế nổi. Theo thông cáo chung về cuộc hội đàm giữa hai ông Tổng Bí thư Trọng Tập, gần đây nhất, hai bên đã thỏa thuận rằng sẽ hợp tác cùng nhau đào tạo cán bộ cấp cao ngạch đảng giữa hai bên, đặc biệt là trong đào tạo cán bộ cấp cao hai ngành quốc phòng và ngoại giao. Sẽ hợp tác giúp nhau đào tạo cán bộ giữa các tỉnh ủy Lạng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu ủy khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các điều thỏa thuận trên đây mang ý nghĩa gì? Tuy gọi là hợp tác giúp nhau song phương, nhưng trên thực tế chỉ là quan hệ một chiều. Việt Nam nhỏ bé 90 triệu dân, Đảng Cộng sản Việt Nam ít ỏi 4 triệu đảng viên, so với 1 tỷ 300 triệu dân và 90 triệu đảng viên Trung Quốc. Chỉ bằng một tỉnh nhỏ của Trung Quốc thì trên thực tế chỉ là một sự hòa nhập tự nguyện của Đảng Cộng sản Việt Nam vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự sáp nhập trên thực tế của bốn tỉnh biên giới và khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cán bộ cao cấp quốc phòng và ngoại giao sẽ do phía Trung Quốc đào tạo và tuyển lựa, áp đặt một chiều cho phía Việt Nam. Điều trên đây có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng đã tự mình xóa bỏ biên giới quốc gia Việt Nam thuộc bốn tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, tự xóa bỏ chủ quyền tuyển lựa tướng lĩnh, cán bộ ngoại giao cao cấp để hiến dâng cho Trung Cộng một mảng chủ quyền sinh tử và cơ bản nhất. Và việc đặt hệ trọng này không hề có bàn bạc trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương, cũng như trong quan hệ quốc hội nhân dân, càng không có tiếng nói gì. Dân bốn tỉnh biên giới nói trên đã bị bán đứng cho bọn bành trướng. Hơn nữa, các điều thỏa thuận trên còn có nghĩa từ nay các nghĩa vụ và chức vụ cao cấp cao trong đảng nói chung, các cấp tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh ủy, các thứ trưởng, bộ trưởng, vụ trưởng, viện trưởng, v.v. trong toàn quốc đều phải có ý kiến xét duyệt thẩm định của phía Trung Quốc, nền độc lập bị hiến dân tự nguyện. Như thế là giao cả bộ máy cai trị của đảng và nhà nước vào tay của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nước Việt Nam tự nguyện làm chư hầu, không có gì khác hơn. Rất mong các ủy viên Bộ Chính trị, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đại biểu Quốc hội, các nhà luật học, luật sư, bà con người Việt chúng ta, các tổ chức xã hội dân sự lên tiếng nói rõ nhận định và thái độ của mình với vấn đề trọng đại này của đất nước. Thực tình có lẽ chưa bao giờ hình ảnh của một đất nước Việt Nam trở nên nhược tiểu và hèn kém như vậy. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11/2017, dư âm của chuyến đi đó đã kéo dài và bắt đầu từ buổi thượng trà của ông Tập và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về một trà mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen tuyết sang cổ thụ của tỉnh Hà Giang, theo bản tin của VTV1 hôm 13 tháng 11. Phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng hai bí thư cũng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc khi ông Trọng tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017. Trong bản tin truyền hình, lúc hai người thưởng trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư Tập và nói rằng
không ngon bằng trà Trung Quốc. Hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam. Sau đó nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa, nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV. Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các mạng xã hội. Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết: bao nhiêu năm vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đến giờ này ngài tổng phán một câu coi như xong. Một người khác tên Todd Tran viết, nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc, nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới, và ông Tập cũng phải công nhận điều này. Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19 tháng 11 viết rằng, dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần, nhưng nói gì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc một chút. Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng. VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay đầu bản tin thời sự, trước cả tin về buổi đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Cá nhân tôi sau khi tìm hiểu và nhận xét những hành động vô cùng đáng nghi ngờ của Tê Nguyễn Phú Trọng đối với bọn mà người dân gọi là giặc tàu hay tàu khựa, thì rất có thể Nguyễn Phú Trọng vô cùng nguy hiểm, là tên gián điệp của giặc tàu gài vào xã hội Việt Nam bao nhiêu năm qua. Đó là một bình luận của một Facebooker. Người này nói tiếp, nếu nó không là một tên gián điệp cho giặc tàu thì nó cũng làm tay sai vô cùng thân tín của bọn giặc tàu, vì có thể đã được tàu mua đứt cho hàng tỷ đô la trong sự bí mật mà chỉ có tàu và nó mới biết mà thôi. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đã tỏ ra bất bình về những hành động và những khuất tất của Nguyễn Phú Trọng khi tiếp đón cũng như trong các mối tương quan với các nhà lãnh đạo Trung Cộng. Đồng thời người dân lo lắng rằng, với những mưu đồ và những sự đi đêm của Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình, rất có thể Việt Nam sẽ lại tiếp tục rơi vào tình trạng của những tháng năm dài triền miên u tối. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Xin hãy nhấn like, subscribe và để lại bình luận, cũng như ủng hộ kênh bằng việc chia sẻ lên các mạng xã hội. Cầu chúc quý vị nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.